Ok các bạn, tôi lại tiếp tục sấy dược liệu và cái viên hoàn dạ dày mà hiện tại thì tôi làm đến đâu, tức là khách cần đến đâu thì tôi sẽ làm đến đó để cho nó cái chất lượng thuốc cho nó hiệu quả. Đây, tôi vẫn sấy như vậy, tức là dưới 60 độ các bạn nhé. Đây, dưới 60 độ. Đó. Mỗi một lần sấy 4 tiếng, 3 lần là 12 tiếng là thuốc sẽ khô. À. Mỗi một khay thuốc thì nó tươi tức là lúc ướt ấy khoảng độ 5 cân. Thì sấy qua đây thì còn khoảng độ tỷ lệ cái này thì khoảng độ 2 cân thôi. Đó. Đây, khô giòn hết rồi. Nó không giòn mà nó còn đã khô rong. Ăn sẽ ăn rất là giòn. Đó. Đây các bạn, có 9 khay. Khay inox ở dưới thì lưới như thế này các bạn không thoát được. Đó. Rất là tuyệt vời. Tôi rất thích làm thủ công như này. Ok các bạn, nếu như các bạn nào mà bị dạ dày hoặc là các bạn cần xỉ và lẻ thì các bạn cứ quan tâm thì cứ để lại comment hoặc là alo tôi nhé. Xin chào.